Bất chấp bệnh tật, Mai Phương vẫn tích cực chạy show khiến người hâm mộ lo lắng. Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Mai Phương đã bộc bạch về việc liên tục đi diễn dù đang trong quá trình điều trị ung thư. Dù đang trong giai đoạn sức khỏe không ổn định, nhưng người hâm mộ vẫn thấy nghệ sĩ Mai Phương nhận show và trình diễn trên khắp các sân khấu. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cô. Mới đây, nữ diễn viên đã lên tiếng về vấn đề này. Xong show thì cũng là lúc rã rời, đừng ai la, đừng ai trách sao em liều, sao em cố gắng quá, sợ em mệt. Nhưng mọi người thông cảm cho em nhé, đã là công việc là đam mê, thì khi bước lên sân khấu thì chỉ có cháy thôi. Lửa nhỏ, lửa to, lửa hiu hiu, lửa nào cũng phải cháy. Đặc biệt giữa bao người yêu thương như thế lại càng thăng hoa, quên hết mệt và đau. Và tất nhiên là sáng nay hậu quả cũng đã có, đầu chân mỏi vai mỏi lưng, đầu cánh tay da mặt đang mẫn cảm hôm qua trang điểm, nên hôm nay cũng nổi mụn nhiều hơn rồi. Nhưng đó chỉ là những triệu chứng tức thời bên ngoài thôi à, vì người bình thường mà còn đuối huống chi em. Chứ tình hình u trong phổi và mọi thứ vẫn đảm bảo, nên cả nhà an tâm nhé. Chiều nay em đi tái khám sẽ cập nhật tình trạng cho cả nhà biết à. À mà chỉ có show hôm qua thôi, hiện tại Phương vẫn đang ưu tiên cho việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không có chạy lung tung đâu, an tâm, an tâm. Mai Phương được biết đến là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt. Ngoài vai trò là diễn viên, cô còn thường xuất hiện trên sân khấu với vai trò là MC, ca sĩ. Tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên bất ngờ nhập viện vì bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Vào đầu tháng 9, sau hơn một tháng nỗ lực đấu tranh với bệnh tật, cô được xuất viện, đồng thời cũng được bác sĩ yêu cầu thay đổi sinh hoạt, ngừng làm việc để tiến hành điều trị bệnh một cách hiệu quả nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, Mai Phương đang tiến hành điều trị ngoại trú. Cô thường xuyên tới bệnh viện để truyền thuốc chống hủy xương, thuốc chữa ung thư phổi. Đối với một người nghệ sĩ với niềm đam mê cháy bỏng như Mai Phương, cô luôn cố gắng đứng trên sân khấu, dù sức khỏe không tốt như trước. Thời gian vừa qua, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ lịch làm việc bận rộn trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mai Phương chia sẻ đã là công việc là đam mê, thì khi bước lên sân khấu chỉ có cháy thôi, lửa nhỏ, lửa to, lửa hiu hiu, lửa nào cũng phải cháy. Nhiều người hâm mộ cũng gửi lời động viên tới Mai Phương và hy vọng cô luôn giữ gìn sức khỏe của mình. Dốc túi xây nhà trăm tỷ, so với vua hài Đức Bắc, Hoài Linh vẫn kém xa điểm này. Một người là vua Đức Bắc, một người là bá chủ làng hài Nam Bộ. Thế nhưng, so về không gian sống, có lẽ Hoài Linh phải học hỏi Xuân Hinh ở nhiều điểm. Hoài Linh, trong làng nhạc Việt, Hoài Linh được mệnh danh là ông trùm showbiz. Có lời đồn rằng nếu Hoài Linh nâng đỡ ai thì người ấy nhất định thành sao. Hoài Linh sở hữu một lượng fan khổng lồ không có đối thủ ở Việt Nam. Các bầu show phải theo đuôi ông để có được chữ ký bạc triệu vào hợp đồng. Quyền lực của Hoài Linh đến từ tài năng thực thụ và luôn được nuôi dưỡng bằng cái tâm của người làm nghề. Cũng vì thế, tính đến thời điểm hiện tại, Hoài Linh sở hữu một số tài sản khá đồ sộ. Nhưng kỳ lạ một chỗ, ông lại vô cùng giản dị tới mức nhiều người phải giật mình. Giàu có nhưng Hoài Linh không xe hơi, không nhà lầu, không hàng hiệu, không cầu kỳ bóng bẩy. Hoài Linh cứ bình dân giản dị như ông nông dân chăm chỉ. Và chính sự bình dân đó đã giúp nam danh hài ngày càng được người hâm mộ yêu thương. Dù không chính thức nhưng trong nhiều bức ảnh có thể thấy căn hộ của Hoài Linh. Căn nhà đơn sơ, không có gì là sang trọng. Nói thì vậy nhưng thay vì lo cho mình, Hoài Linh dùng hết sản nghiệp xây dựng nhà thờ tổ nghiệp với quy mô xây dựng gần 500m² để làm nơi thờ tự. Lui tới của chúng nghệ sĩ. Theo đó, nhà thờ tổ nghề sân khấu hoành tráng của nghệ sĩ Hoài Linh nằm trên khu đất rộng 7.000m² tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được xây dựng suốt 2 năm, gồm các hạng mục nhà thờ chính, nhà thờ phụ, nhà nghỉ cho người thăm viếng ở lại qua đêm và nhiều tiểu cảnh, cây cảnh. Điện chính được thiết kế điêu khắc nhiều chi tiết, sơn son thép vàng, toàn khuôn viên xanh tươi mát, yên bình. Xuân Hinh, được mệnh danh là vua hài Đức Bắc, Xuân Hinh từ lâu đã nổi tiếng là nghệ sĩ có các show diễn hài cao bậc nhất Việt Nam. Nghệ sĩ Xuân Bắc từng bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị với người đàn anh của mình. Toàn bộ tiền thu mỗi chương trình là 10, thì riêng Xuân Hinh nhận được phải là 8. Tôi cũng đệm là Xuân, mà sao có lúc phải thốt lên rằng người ta như gió như diều, mình như con ốc sớm chiều bò lên. Sự thật không chỉ Xuân Bắc, Xuân Hinh còn làm nhiều người hâm mộ nhất về tài sản đất đai đáng mơ ước của mình. Ngoài căn nhà khang trang hiện đại mà vợ chồng anh sinh sống tại Hà Nội, nghệ sĩ còn có một căn nhà cổ giá bạc tỷ ở quê nhà Bắc Ninh cùng một khoảng đất đai xung quanh. Căn nhà có từ thời ông bà được Xuân Hinh cải tạo lại, bên trong đúng phong cách đồng bằng Bắc Bộ xưa. Từ ngôi nhà cổ mà các cụ để lại, Xuân Hinh
chi tiền chủ yếu cùng các anh em trong nhà, xây dựng sửa chữa thành một không gian cổ kính và thoáng mát với nhiều cây cảnh đắt tiền. Trong khi đó, nhà tại Hà Nội dùng không phải cung điện hay biệt thự. Nhà Xuân Hinh vẫn khang trang sạch đẹp, khác hẳn với vẻ ngoài có phần nhếch nhác của Hoài Linh. Bếp được thiết kế hiện đại và tiện nghi, sân thượng danh hài đặt thêm làm nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình. Tuy không được gọi là sang trọng nhưng không gian ấm cúng này hơn hẳn nhà Hoài Linh. Dù vậy, Xuân Hinh vẫn nhận mình vô sản, toàn bộ gia tài đều đã cho hai đứa con. Du lịch cực khổ như gia đình Ốc Thanh Vân ngủ gục trên tàu ăn cơm vỉa hè. Nhìn hình ảnh mà Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ, người hâm mộ không khỏi phì cười với hình thức du lịch đúng kiểu hành xác và bất ngờ với độ lầy của gia đình cô. Cả nhà đi du lịch kỷ niệm sinh nhật 7 tuổi của anh cả Coca, cùng em gái Cola và cậu Úc Cacao. Mẹ Ốc vừa đăng lại những tấm hình vui vẻ khi du lịch ở Úc cùng gia đình qua các địa điểm nổi tiếng như nhà hát Opera Sydney, thăm chuột túi công viên nước. Kèm theo đó là khoảnh khắc thú vị, siêu lầy lội của cả gia đình đông con khiến cho mẹ Ốc ám ảnh những lần đi du lịch như thế này. Những giây phút vô tư của các con nhưng thực hiện là nỗi khổ của các bậc phụ huynh bắt đầu với xe đẩy, điệu, bình sữa, quần áo thay, đồ chơi, đồ ăn, cả những lần ngủ gục trên xe, trên ghế hay nhà sàn, mang vác đồ đạc, ẵm bồng con đều xem như là những việc quá quen thuộc. Ốc còn kể lại những lần phải mau chóng dọn dẹp bãi chiến trường ở khách sạn, cười hăng say vui vẻ chấp nhận phải làm xong, để còn đi chơi thoải mái. Ốc dứt khoát đã đi chơi là phải hết mình, đã đi là phải la lối lê lết. Đi du lịch trông như đi tị nạn, ngủ ăn lê cực khổ. Em Cacao thoải mái đánh giấc say sưa. Thế nhưng đi chơi là vui vẻ, dù mệt hay kể khổ thế nào, gia đình Ốc cũng đã vui chơi sảng khoái trong thời gian du lịch nước Úc. Cảm xúc ký ức cứ ùa về khiến nàng Ốc nhớ nhung, nhắc lại chuyến du lịch ấy với tâm trạng tích cực, năng lượng hơn khi họ đã cùng nhau chia sẻ hạnh phúc. Tặng những nửa tỷ trăng mật nồng nàn, tiêu quang V-Boy khiến fan nữ phát sốt. Cuộc sống hôn nhân của nam ca sĩ V-Boy và chị gái Ngọc Trinh khiến nhiều người tò mò. Sau đám cưới, Tiêu Quang mới đây đã có những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống riêng, gây nhiều chú ý. Nam ca sĩ thể hiện sự lãng mạn không thay đổi dành cho người bạn đời đã quen biết 11 năm. Anh luôn cho rằng không có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu khi hai đứa bên nhau. Đáp lại, bà xã Ngọc Bích cũng viết một status đậm chất ngôn tình. Cuộc sống của em bây giờ không còn như những cô gái bé bỏng nữa. Em luôn ở trong vòng tay anh, được anh dìu dắt, được anh ôm mỗi khi đêm lạnh, được anh cưng chiều những khi em nũng nịu. Mỗi sáng thức dậy nằm cạnh anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đủ. Tất cả trong em bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh. Anh và em, hai con người nhưng cùng một tâm hồn, sẽ đi với nhau đến cuối con đường. Bên dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen và sự ngưỡng mộ cho cặp đôi. Một số còn cho rằng màn đối thoại của Tiêu Quang và Ngọc Bích giống như lời bài hát được viết nên bởi tình yêu. Ngoài những chia sẻ tình cảm, cựu thành viên nhóm V-Boy cũng tiết lộ một vài bức ảnh ngọt ngào bên vợ xinh đẹp. Bộ hình thực hiện trong không gian riêng tư của một khách sạn sang trọng khiến fan tò mò về kỳ trăng mật ngọt ngào của hai người. Liên lạc với cựu thành viên V-Boy, nam ca sĩ cho biết đây thực chất là những khoảnh khắc được thực hiện rất ngẫu nhiên tại Nha Trang, nơi anh vừa tổ chức hôn lễ trên bãi biển 10 ngày trước. Nhận được sự quan tâm và ngợi khen của đông đảo khán giả, Tiêu Quang quyết định sử dụng loạt ảnh mang ý nghĩa kỷ niệm của hai vợ chồng trong dự án âm nhạc sắp tới. Trong khi đó, trước sự tò mò về chiếc nhẫn kim cương cỡ bự trên tay cô dâu xuất hiện trong loạt ảnh cầu hôn, Tiêu Quang chỉ mỉm cười. Chia sẻ với chúng tôi, bà xã anh tiết lộ, chiếc nhẫn đặc biệt đó có giá trị lớn khoảng gần 400 triệu đồng. Tiêu Quang đích thân lựa chọn để tặng cho vợ, cùng với cặp nhẫn kim cương 200 triệu trao cho ngày cưới. Vốn là người kín tiếng về đời tư và đặc biệt không thích khoe khoang trên mạng xã hội, Tiêu Quang rất ngại khi tiết lộ những thông tin về tài sản. Ngay cả khi yêu Ngọc Bích, anh cũng sang nhà cô ở và đi xe của bạn gái, dù bản thân cũng có nhà riêng và xe sang. Bà xã của anh rất tự hào về người đàn ông có sự nghiệp thành đạt, khiêm tốn và luôn dành món quà yêu thương cho vợ. Chỉ tiết lộ sau đám cưới, con trai Cartoon đã thay đổi cách xưng hô, gọi Tiêu Quang là ba, khiến anh vừa bất ngờ vừa xúc động. Chị Ngọc Bích cho rằng, chính cách đối xử chân thành mà Tiêu Quang dành cho bé khiến tự đáy lòng cháu yêu quý anh. Trường Giang, Nhã Phương ra biển thấy bị chụp chộm liên quan lẫn nhau, ôm ấp tình tứ.
Những hình ảnh mới nhất của cặp vợ chồng Son bị fan tóm gọn, có vẻ như tình yêu và sự nghiệp của Trường Giang Nhã Phương ngày càng thăng hoa sau đám cưới. Khỏi phải nói, trong mắt mười khó giờ đây, vợ là số 1. Cặp đôi thường xuyên cập nhật những hoạt động hình ảnh ngọt ngào khiến người hâm mộ ghen tị. Đặc biệt, hai vợ chồng vẫn giữ thói quen diện đồ đôi mỗi khi sánh bước cùng nhau. Mới đây, Trường Giang Nhã Phương lại được bắt gặp xuất hiện ngoài bãi biển giữa trưa, fan tiết lộ. Biết bị chợp chợm, cả hai liền quay sang ôm nhau tình cảm. Trường Giang Nhã Phương quấn quýt không rời, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cặp đôi đi quay chương trình cùng với nhau. Hình ảnh Nhã Phương ngày càng xinh đẹp cuốn hút sau khi kết hôn. Bức ảnh mới nhất của nữ diễn viên được chuyên gia trang điểm Minh Lộc đăng tải. Nhã Phương khoe vòng một lấp ló cùng gu thời trang thanh lịch. Trường Giang quả là số hưởng khi có bà xã là mỹ nhân,